Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính. Đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một trong những cái khía cạnh quan trọng nhất ở trong cuộc sống của chúng ta. Đó là câu chuyện về tiền lương, hoặc là nói rộng hơn là những cái nguồn thu nhập khi mà chúng ta đi làm. Thì bây giờ khi mà chúng ta nhìn ra xung quanh toàn bộ xã hội, rồi chúng ta trừ bớt đi một nhóm nhỏ những người đang là chủ doanh nghiệp và một nhóm khác cũng rất là nhỏ. Đó là những người đang có những nguồn thu nhập thụ động đủ để nuôi sống bản thân. Trừ đi những cái nhóm đó, thì còn lại đại đa số chúng ta đều là những người đang đi làm công ăn lương hàng tháng. Nghĩa là tiền lương nó đang là một cái điểm chung của rất là nhiều người trong xã hội hiện đại ngày nay. Và như các anh chị đã biết, tiền lương nó là một cái khía cạnh rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chính nó là cái yếu tố quyết định cho chất lượng cuộc sống của chúng ta. Và nó cũng đóng cái vai trò rất là lớn ở trong những cái quyết định quan trọng khác. Đó là cái quyết định lựa chọn nghề nghiệp, chọn xem chúng ta sẽ làm công việc gì. Mà công việc thì nó luôn chiếm một cái phần rất là lớn trong toàn bộ cuộc đời của chúng ta. Đây là tôi còn chưa kể đến những cái khía cạnh quan trọng khác mà thu nhập nó cũng gián tiếp hay là trực tiếp ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như là hạnh phúc gia đình hay là cái việc nuôi dạy con cái. Cho nên tiền lương nó quan trọng là như vậy. Nhưng mà khi mà ngồi ngẫm nghĩ lại, chúng ta sẽ giật mình phát hiện ra là vẫn còn rất là nhiều người chưa có cái cách nhìn đúng về tiền lương, cũng như cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào cho hiệu quả. Nghe cái đoạn này thì có lẽ là các anh chị sẽ hơi thắc mắc. Tiền lương thì có gì đâu mà khó hiểu tới cái mức mà chúng ta không có cách nhìn đúng. Nó chỉ đơn giản là cái số tiền mà chúng ta sẽ nhận được sau mỗi tháng làm việc. Rồi cái cách xài của nó thì cũng đâu có gì là quá khó hiểu. Tuy nhiên, cái cách hiểu đó nó chỉ là những cách hiểu ở trên bề mặt. Và chính cái cách hiểu này, chính nó lại vô tình làm cho chúng ta quên mất đi cái việc đi tìm ý nghĩa thật sự của tiền lương. Để rồi từ đó, chúng ta không có cái hoạch định làm sao để sử dụng nó một cách hiệu quả nhất. Và trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một số phân tích của tôi. Hy vọng là những cái phân tích này nó sẽ giúp cho các anh chị có được những cái góc nhìn hợp lý hơn về tiền lương, một cái yếu tố rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Có một cái câu nói rất là hay của tỷ phú Kevin O'Leary. Tôi sẽ để nguyên văn câu nói này bằng tiếng Anh ở trên màn hình. Để ý câu nói này khi mà dịch sang tiếng Việt, nó có nghĩa là tiền lương nó là một cái thuốc phiện mà người ta đưa cho bạn để khiến bạn quên đi những cái giấc mơ của mình. Và những cái giấc mơ ở đây, nó có thể là giấc mơ để được làm cái việc mình thích, mơ được sống với những cái đam mê của mình, hoặc là mơ được sống một cuộc sống tự do, không có còn phải chịu sự phụ thuộc vào tiền bạc nữa. Và cái cách mà người ta đang dùng để thuyết phục chúng ta quên đi những cái giấc mơ đó là làm cho chúng ta tin rằng ngoài kia có vô số những cái rủi ro, cho nên chúng ta đừng có lao ra ngoài, mà hãy ở yên đó. Để làm những cái gì mà người ta muốn chúng ta làm cho thật tốt, rồi thì người ta sẽ cho chúng ta một cái khoản tiền vừa đủ để ăn, để mặc và để có chỗ ở. Đoạn này thì tôi xin dừng lại một chút để nói rõ hơn một cái ý. Đó là tôi không có ý coi thường chuyện là có được một cái công việc, có cơm ăn áo mặc. Bởi vì tôi ý thức được là những cái điều đó đôi khi nó cũng đã là ước mơ của rất là nhiều người rồi. Những cái đối tượng mà tôi muốn hướng tới ở trong cái câu chuyện ngày hôm nay là những người đã đạt được những cái điều này rồi và họ vẫn còn có tiềm năng để mà tiếp tục đi tiếp, nhưng mà họ lại đang bị ràng buộc bởi những cái lời ru ngủ. Cái việc này thẳng thắn mà nói thì nó không khác gì các cái con thú ở trong một cái rạp xiếc. Người ta cần tụi nó diễn một cái trò nào đó và nếu mà tụi nó diễn tốt thì tụi nó sẽ được cho ăn, nếu mà không ngoan thì tụi nó sẽ bị phạt. Thậm chí là sẽ bị bỏ đói. Tương tự như vậy, ở trong thế giới loài người,
nếu mà không thực hiện tốt những cái công việc của mình thì chúng ta sẽ bị cho thôi việc, hoặc thậm chí kể cả là khi mà chúng ta làm tốt đi nữa nhưng mà rủi cái rạp xiếc đó nó không bán được vé, nghĩa là ở trong thế giới loài người công ty đã bị phá sản, thì chúng ta cũng sẽ bị vứt ra đường. Vậy thì đâu là cái con đường để mà chúng ta có thể thoát ra khỏi cái rạp xiếc đó để mà sống cuộc đời của riêng mình? Theo tôi thì nó bắt đầu từ chính cái việc là chúng ta phải thay đổi cái mindset. Mindset nó là một cái từ tiếng Anh mà tôi thường dùng. Tạm dịch ra tiếng Việt thì nó có nghĩa là góc nhìn, là những cái cách nghĩ của chúng ta về một cái vấn đề nào đó. Và ở trong trường hợp này, chúng ta cần phải thay đổi góc nhìn từ cái việc tiền lương nó là một cái thứ an toàn và ổn định sang một cái góc nhìn khác. Chúng ta thường hay có cái suy nghĩ là khi mà đã có việc rồi thì coi như là chúng ta đã ổn định, coi như là đều đặn mỗi tháng chúng ta sẽ nhận được lương. Nhưng mà thật ra tiền lương ở trong những cái trường hợp này nó không có ổn định một chút nào hết. Thậm chí có thể nói là nó có rất là nhiều rủi ro. Bởi vì tiền lương hàng tháng nó phụ thuộc vào cái công việc mà chúng ta làm, mà công việc thì nó lại phụ thuộc vào rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau. Rủi mà không may các anh chị làm sai một cái quy định nào đó của công ty thì các anh chị sẽ có cái rủi ro là bị công ty cho thôi việc. Hoặc đơn giản hơn là công ty làm ăn thua lỗ và phá sản thì các anh chị cũng sẽ bị mất việc. Hoặc là một cái trường hợp rất là phổ biến trong thời gian vừa qua, đó là khi mà nền kinh tế đi xuống thì các công ty buộc phải cắt giảm nhân sự. Rất nhiều người trong số đó, họ hoàn toàn họ không làm gì sai hết, nhưng mà họ cũng bị buộc phải ra đi. Do đó cho nên khi mà các anh chị để cho cuộc sống của mình lệ thuộc hoàn toàn vào tiền lương, thì nó cũng đồng nghĩa với cái việc là các anh chị đang giao trọn chất lượng cuộc sống của mình vào tay người khác, vào những cái khía cạnh mà mình không thể kiểm soát được. Hoặc nói một cách thậm xưng hơn một chút, thì nó cũng gần như là chúng ta đang giao số phận của mình cho người khác quyết định. Khi đó chúng ta vui buồn, sướng khổ gì, nó đều nằm trong tay người khác. Do đó cho nên thay vì cái góc nhìn như vậy, thì bây giờ chúng ta hãy thử đổi góc nhìn sang một cái góc nhìn khác, thực tế hơn. Đó là cái nguồn thu nhập mà chúng ta đang có từ tiền lương. Nó là một cái nguồn thu nhập không ổn định và nó có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Có thể là bây giờ chúng ta đang ở trong cái giai đoạn may mắn, kiếm được nhiều tiền, lương chúng ta đang cao. Nhưng mà hãy luôn tự nhủ là bất kỳ lúc nào nó cũng có thể kết thúc. Và từ cái việc thay đổi góc nhìn, nó sẽ giúp cho chúng ta thay đổi cái chiến lược về cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng những đồng lương. Chính vì hiểu được là những cái nguồn thu nhập này nó có thể biến mất bất kỳ lúc nào, thì tự động chúng ta sẽ ý thức được hơn về cái sự cần thiết của cái việc phải dịch chuyển những cái nguồn thu nhập chủ động này sang thu nhập thụ động. Đoạn này tôi dừng lại một chút để giải thích nhanh về hai cái khái niệm thu nhập chủ động và thu nhập thụ động. Thu nhập chủ động là những cái công việc mà chúng ta phải đem thời gian và công sức của mình để đi đổi lấy tiền. Còn thu nhập thụ động là những cái thu nhập mà kể cả là chúng ta không làm gì thì nó vẫn ở đó, nó tạo ra thêm tiền cho chúng ta. Trước đây tôi cũng đã làm một số tập podcast để mà nói về hai cái loại thu nhập này. Các anh chị có thể tìm nghe lại để tham khảo thêm. Quay trở lại câu chuyện của chúng ta về cái việc dịch chuyển hai cái nguồn thu nhập này. Cụ thể, bước đầu là chúng ta dùng chính những cái nguồn thu nhập chủ động mà chúng ta có được từ tiền lương để từ đó chúng ta đi gây dựng những cái nguồn thu nhập thụ động. Lấy một cái ví dụ đơn giản, nếu mà các anh chị đang là lập trình viên chẳng hạn, các anh chị có thể làm những cái ứng dụng rồi bán ở trên App Store hay là Play Store. Sau khi mà xây dựng xong, nó sẽ ở đó, nó ngày đêm nó tạo ra thu nhập thêm cho các anh chị. Và ban đầu thì có thể là những cái nguồn thu nhập này nó chỉ chiếm một cái tỷ lệ rất là nhỏ so với tổng thu nhập của các anh chị. Ví dụ như là thu nhập của các anh chị đang là 20 triệu một tháng chẳng hạn, và cái ứng dụng mà các anh chị làm ra nó chỉ mang về 1 triệu mỗi tháng. Nghĩa là nó chỉ chiếm khoảng 5% tổng thu nhập, 95% còn lại vẫn là từ tiền lương. Nhưng mà rồi từ từ nó sẽ tăng dần lên 20, 30, 40% và thu nhập chủ động từ từ nó cũng sẽ chiếm cái tỷ lệ nhỏ hơn. Tới một lúc nào đó những cái nguồn thu nhập thụ động này nó sẽ ngang bằng với thu nhập chủ động. Nhưng mà vẫn khoan hẳn nghỉ việc ở giai đoạn này. Tôi có một cái công thức mà tôi thường hay dùng để chia sẻ với những người xung quanh mình. Đó là khi nào mà thu nhập từ cái công việc phụ này nó gấp đôi thu nhập từ lương của các anh chị,
thì lúc đó chúng ta có thể cân nhắc nghỉ việc. Cụ thể, trong cái ví dụ nãy giờ, khi nào mà tổng thu nhập từ cái việc bán phần mềm nó đạt được khoảng 40 triệu mỗi tháng, nghĩa là nó gấp đôi cái tiền lương, thì khi đó các anh chị hẳn cân nhắc tới cái việc nghỉ việc. Tất nhiên là lúc đó chúng ta sẽ còn phải cân nhắc thêm những cái yếu tố khác nữa. Đôi lúc có những cái trường hợp là các anh chị vẫn nên tiếp tục đi làm, bởi vì lúc đó có thể là cái yếu tố tiền lương tuy là nó không còn là yếu tố chính nữa, nhưng vẫn còn những cái yếu tố khác, ví dụ như là đi làm để tích lũy thêm kinh nghiệm, hay là để có những cái cơ hội để được học hỏi. Và chỉ khi nào đã cân nhắc được đầy đủ những cái yếu tố thiệt hơn này rồi, thì khi đó các anh chị hẳn quyết định nghỉ việc. Và nghỉ việc là để tập trung hơn vào cái việc tiếp tục xây dựng thêm những cái nguồn thu nhập thụ động này, chứ không phải là nghỉ việc chỉ để ngồi chơi không làm gì nữa. Cái ý chính quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh ở đoạn này, đó là chúng ta đừng hài lòng, đừng dừng lại ở một cái công việc làm công ăn lương, mà hãy xem nó chỉ như một cái bước đệm để chúng ta tiếp tục xây dựng tiếp những cái tài sản thật sự của mình. Chính là những cái nguồn thu nhập thụ động. Đó nó mới chính là cái đích đến cuối cùng mà chúng ta nên hướng tới. Còn cái việc mà có được một cái công việc làm công ăn lương, chúng ta chỉ nên xem nó là một bước đệm. Và đó, nó mới là cái con đường mà tôi luôn khuyến khích những bạn bè và những người xung quanh mình nên chọn đi để mà thoát dần ra khỏi sự lệ thuộc vào đồng lương. Những cái nội dung mà tôi vừa chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay là những cái điều mà rất là ít người sử dụng lao động muốn các anh chị biết. Bởi vì như tôi vừa chia sẻ lúc nãy, họ muốn các anh chị bị nghiện cái thứ thuốc phiện mà họ đưa cho các anh chị. Và họ muốn các anh chị ngại bước ra ngoài, ngại dấn thân để mà đi xây dựng những cái nguồn thu nhập thụ động riêng của mình. Để rồi một lúc nào đó có thể là các anh chị sẽ bỏ họ đi. Vậy thì tại vì sao mà tôi cũng là một người sử dụng lao động, tôi có một số công ty ở Úc và Mỹ, tại sao mà tôi lại đi chia sẻ với các anh chị những điều này? Tất cả nó xuất phát từ một cái góc nhìn khác về quản trị của tôi. Đó là tôi luôn có một cái niềm tin là bất kỳ một cái mối quan hệ nào, từ là bạn bè cho tới tình yêu, trong trường hợp này là cái mối quan hệ giữa nhân viên với công ty, bất kỳ một cái mối quan hệ nào, nó cũng nên dựa trên những cái sự chân thành và những cái giá trị thực sự mà hai bên có thể mang tới cho nhau. Do đó cho nên tôi không bao giờ có cái suy nghĩ là lợi dụng một cái nỗi sợ hay là một cái sự phụ thuộc nào đó để mà giữ chân nhân viên. Chính từ những cái nền tảng suy nghĩ này mà thậm chí là tôi còn làm ngược lại. Xưa nay thì tôi luôn tạo điều kiện để nhân viên của mình có thể xây dựng thêm những cái nguồn thu nhập thụ động. Đó nó có thể là những cái hoạt động buôn bán riêng, hay là xây dựng một cái kênh YouTube riêng, hay là làm thêm một cái sản phẩm nào đó của riêng mình. Miễn sao những cái việc này nó không ảnh hưởng tới cái công việc chung thì tôi luôn ủng hộ. Có người hỏi tôi là vậy thì tôi không sợ là tới một lúc nào đó nhân viên họ có tài chính đủ mạnh rồi họ bỏ công ty họ đi thì sao? Và trong những cái trường hợp như vậy, tôi luôn trả lời là khi đó tôi sẽ rất là mừng cho nhân viên của mình. Trước giờ tôi vẫn luôn nói với những người cộng sự của mình, đó là tôi không muốn cái giá trị duy nhất mà các bạn làm việc với tôi, nó chỉ đơn giản là cái việc nhận lương hàng tháng. Mà cái điều tôi muốn đó là khi các bạn làm việc với tôi, thì các bạn sẽ có được những cái giá trị xa hơn, những bài học, những kinh nghiệm làm việc hay là những cái cơ hội để bằng cách này hay cách khác, mỗi bạn cộng sự khi làm việc với tôi đều sẽ có được cái sự tự do về tài chính cho riêng mình ở trong tương lai. Thêm nữa là tôi luôn quan niệm, ở trong hành trình cuộc sống, chúng ta có dịp được đi chung với nhau một đoạn, nó đã là một cái duyên rất là lớn rồi. Có hợp thì chắc chắn sẽ có tan. Do đó cho nên tôi không bao giờ kỳ vọng là nhân viên phải đi với mình mãi mãi. Đi với nhau được một đoạn đã quý rồi. Ngắn hay dài không quan trọng. Quan trọng là sau cái đoạn đường đi chung đó, người ta để lại được cho nhau những cái giá trị tốt đẹp gì. Từ những cái suy nghĩ đó, cho nên tôi không có dùng những cái chiêu trò để giữ nhân viên của mình. Ngược lại, tôi luôn cố gắng mang tới cho họ thật là nhiều giá trị. Và thực tế đã chứng minh là cái cách làm của tôi nó cũng khá là đúng. Cho tới nay đã có những cái trường hợp các bạn nhân viên của tôi sau khi mà đạt được tự do tài chính thì vẫn tiếp tục đồng hành cùng với tôi. Và hiển nhiên lúc đó họ không làm vì tiền nữa mà là vì những cái giá trị khác. Đôi khi chỉ đơn giản là vì họ quý tôi.
Đó là những lý do mà tôi không ngại chia sẻ với các anh chị những nội dung này. Hy vọng là thông qua những cái chia sẻ trong tập ngày hôm nay, các anh chị sẽ có thêm được những góc nhìn khác về khía cạnh lương bổng, cũng như những cái mục tiêu khi mà đi làm của chúng ta. Trước khi kết thúc thì tôi xin dành ít phút để mà thông báo về khóa học đầu tư mà tôi đang tổ chức trên website hiếu.tv. Hiện tại khóa học của chúng ta đang ở trong những ngày cuối của giai đoạn ghi danh và dự kiến khóa học sẽ bắt đầu bước vào những bài giảng đầu tiên vào cuối tuần tới. Do đó cho nên anh chị nào có ý định tham gia khóa học thì các anh chị cố gắng tranh thủ ghi danh sớm để kịp bắt đầu khóa học từ những bài giảng đầu tiên cùng với mọi người. Tất cả thông tin về khóa học cũng như là cách ghi danh thì mời các anh chị tham khảo thêm tại địa chỉ là hiếu.tv/khoa học đầu tư. Hoặc là nếu mà có thắc mắc nào thì các anh chị có thể gửi email về địa chỉ là hỗ trợ@hiếu.tv. Sẽ có các bạn cộng sự của tôi hỗ trợ các anh chị. Tôi xin dừng những chia sẻ của mình trong tập ngày hôm nay lại tại đây. Nếu mà thấy những nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.